Hai, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hữu Trung Vlog nhé. Thì hôm nay anh em mới cắt được một số mít, nhưng mà do giá giảm quá cho nên quyết định là đi hàng chợ các bạn nhé. Đó, mang về đi hàng chợ hết. Thì mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn biết được cái giá mít ngày hôm nay. Thì giá mít tại miền Tây á, loại nhất là 19.000 đồng trên 1 kg, loại 9 kg đổ lên. Loại nhì là 14.000 trên 1 kg, loại 3 là 10.000 trên 1 kg. Số ký mình lấy như cũ các bạn nhé. Loại nhất thì 9 kg đổ lên, loại nhì là 7-9, loại 3 là 5-7. Giá mít thì nó vẫn cầm chừng ở cái mức giá là 16-19 ngàn, chứ nó chưa có qua được cái ngưỡng 20 các bạn. Không biết thời gian tới nó sẽ như thế nào. Các bạn thấy cái mít này để được một hơn ngày rồi, nó thành mít nguội rồi, nên da nó vẫn đang còn rất là xanh và đẹp. Thằng nhất rất nhiều nhé, cái này là hơn 2 tấn. Cũng vậy.